Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Chung Kết Game. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bài học về cái sử dụng template trong gia công. Thì tất cả các phần mềm template thì là một cái sử dụng để cho quá trình làm việc nhanh hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc sử dụng nó thì chúng ta phải phân loại chi tiết. Kể cả phần thiết kế hay phần lập trình gia công thì đều phải phân loại. Thì khi tận dụng template thì nó mới hiệu quả. Còn nếu các chi tiết mà nó khác nhau quá nhiều thì sử dụng template nó cũng không hiệu quả lắm như vậy. Và khi trước khi làm template thì các bạn phải sử dụng phân loại đối tượng. Thì trước khi bắt đầu bài học thì các bạn hãy đăng ký like và share để đón nhận những video mới nhất trên kênh YouTube của mình. Thì mình có một chi tiết như thế này. Đấy. Thì đây là về mình hướng dẫn về cái template sử dụng trong gia công điện cực. Thì ngoài cái cách mà ví dụ mình tạo lớp trong đây, ví dụ là khu vực xung mình gia công, mình tạo một lớp đây. Đấy, ví dụ lớp 1 chẳng hạn, ví dụ như thế. Phần đế mình tạo một lớp chẳng hạn như vậy. Thì trong Simatronic nó còn một cách nữa để tạo điện cực, để tạo cái lớp, để khi lựa chọn mình gia công. Ví dụ tôi bỏ cái này đi, tôi không chọn cái lớp này nữa mà tôi chọn một cách tự động chẳng hạn. Tôi xóa cái lớp này đi. Thì đây mình sẽ phân tích cái lựa chọn đây này. Cái automatic coloring thì cái đó nó là cái gì? Thì đây thì một chi tiết điện cực, khi nếu mà mình một chi tiết ở đấy, kể cả điện cực hay là một chi tiết 3D nào mình muốn phân tích thì mình sẽ phân tích theo cái màu cách tự động, thì nó sẽ tạo ra các lớp cho mình. Thì dựa trên cái lớp màu này thì mình sẽ gia công. Thì cái cách thức làm của nó thì như thế nào, các bạn có thể vào đây các bạn tìm hiểu một cái help của nó tìm hiểu. Nhưng để thực hiện nó, ví dụ tôi tạo cái automatic coloring, tôi quét đối tượng thì tôi sẽ cài đặt các cái thông số, cái hướng là tôi hướng lên trên để nó tính theo độ góc độ. Ví dụ ở trong đây nó ra một cái bảng, ví dụ như là các cái điểm lưu ý mình tích, ví dụ như các cái này mình muốn set bao nhiêu set nào đấy chẳng hạn. Mà này hoặc mình có thể là đổi tên, mình có thể đổi tên, mình có thể là ứng dụng trước mình đổi tên, mình tạo thử, xong bắt đầu mình đổi tên trong cái này mặc định để sau này mình muốn gia công chi tiết thì mình biết được cái tên của nó như vậy. Đấy, ví dụ tôi tích những cái thông số như này, tôi tạo cho nó, tôi ok, đây, trong phân tích, thì chi tiết nó ra cái màu như thế này, đấy, theo các góc độ, mình ok nó, thì nó sẽ tạo ra một cái chi tiết như này, các cái lớp, đây, UCS, đây, ví dụ tôi muốn gia công cái chi tiết này. Đó. Thì ở đây là những cái mặt gì thì nó sẽ đưa ra, ví dụ như là đế này. Đấy, đế, tường của đế này. À, đây nha. Phần đế nó sẽ chia ra làm những cái loại gì? Bay, top bay này. Đấy, đế nó cũng chia ra làm mấy đoạn này. Đấy. Đây. Đấy, top của cái này. Đấy. Đấy. Thì các cái mặt, ví dụ như mặt xung ở trên đây chẳng hạn, thì nó có chia ra làm nhiều màu thì mình kệ nó nhá, ghi nhận hết màu lên của nó lên chẳng hạn. Bây giờ tôi chuyển cái này sang môi trường gia công chẳng hạn.
bỏ đi. Đây là cái chi tiết chuẩn gia công. Thì tôi lựa chọn hết này đi. Ôi này. Ôi tôi cho nó cao lên chẳng hạn, ví dụ cái này là 50 chẳng hạn. Ok vậy thôi mình xong nhá, chi tiết mình xong nhá, mình lưu lại chẳng hạn mình gia công chi tiết này, ví dụ tôi tạm thời lấy một cái tem và led của một cái điện cực đấy nhá. Ví dụ tôi muốn gia công cái chi tiết này chẳng hạn, đúng không? Thì bình thường tôi cứ chọn chi tiết này gia công, ví dụ ở đây thì ví dụ là trong cái chi tiết này thì nó đã có cái lớp rồi chẳng hạn, đúng không? Nó có cái lớp này, thì ví dụ phá thô là tôi chọn tất cả các lớp này chẳng hạn, thì các cái điện cực sau ấy, mình làm nó giống thì mình khi mình quay ra mình lựa chọn thì là mình ép vào mình chạy. Ví dụ đây tôi chẳng hạn tôi quay ra đây chi tiết này nha, lấy lại thử nha, ví dụ cái này tôi surface chẳng hạn, đây tôi ví dụ tôi bỏ lựa chọn này đi, tôi thì lấy một thôi chẳng hạn. Ví dụ chi tiết tôi lựa chọn bằng 3 secret, tôi quay ra đây các cái set, ví dụ set này tôi muốn chọn hết các cái set này đúng không, ra các cái set này, ví dụ tôi chọn các cái set này chẳng hạn, để mình gia công hết chi tiết này chẳng hạn, đúng không? Đó, ok chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ chọn hết, ví dụ vậy. Ok. Ví dụ tôi chạy cái chương trình này. Mình sẽ lựa chọn cái chi tiết cái phần thứ hai, cái chương trình thứ hai nó là cái phần đấy đây, thì đây thì là mình cũng vào cái đây mình chọn, mình vào cái captcha này. Ở đây thì vào cái set của nó là cái gì, set của nó là cái nó sẽ thứ tự từ trên xuống dưới đây, đây cái set này, đây là cái đáy này, cái này cái tép của cái phần kéo dài này. Đây này 46 này mình ok này. Thì ở đây mình lựa chọn gì, mình lựa chọn lấy cái đường vertical đứng đó. Đó. Này, lấy đường này này, mình cắt phía left hoặc right thì mình hiểu không? À, left hoặc right này. Trong cái trường hợp này mình cắt ở đây rồi. Đúng rồi. Hiểu không? Đó, như ý. Đấy, mình ok. Cái đường này chẳng hạn mình cắt ra Z của mình từ đâu tới đâu đấy, ví dụ như là từ đây. Đây là Z top này. Đấy này. Yeah. Đấy là không cho cái này, đúng không? Ví dụ giống 5 chẳng hạn. Mình ok này. Tiếp theo mình lựa chọn cái phần red này, mining này. Mình chọn mình cắt bằng con dao này chẳng hạn. Nhớ bằng con dao 12. Mình cắt dao 12, mình cắt dao 6 mình nhớ con 12 chẳng hạn. Đấy, về nha. Ok. Đây mình vẫn chọn là pass survey này. Pass survey thì mình lựa chọn cũng secret này. Đấy. Mình lựa chọn cái này để sau này mình dùng template cái này. Là set. Set cái này thì mình lựa chọn gì? Tất cả các mặt trên này, đúng không? Top này, đứng này, bone này.
mình chọn đến đây đi, mình chọn đến hết đến đây, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy. Ôi chưa? Đấy, mình chọn thêm cái phần này nữa rồi chưa? Chưa hết, mình chọn thêm. Ok chưa? Đấy, mình chọn thêm phần này hết. Ok đấy. Tiếp theo con này mình cũng vậy, con 3 này mình cũng tiện chọn hết cái phần trên này. Chế độ cắt thì tôi không bàn tới nhá, tôi chọn này mình lựa chọn này, mình cũng lựa chọn này. Rồi. Đấy, ok chưa? Lựa chọn này. Tiếp theo. Đấy, mình cũng lựa chọn này. Hai cigarette, cái này mình cũng sẽ lựa chọn cái phần trên. Đó, đến 46 này. Ok chưa? Đó. Ok rồi đó. Tiếp theo, mình cũng lựa chọn cái con này. Thế này mình sẽ lựa chọn một lần. Ví dụ như con khác có giống như này thì mình không phải lựa chọn nữa, phải không? Đó, ok đó. Theo cái này mình cũng lựa chọn này, phần trên này. Ôi chưa, bây giờ thì tôi tính toán thử nhá. Sau khi mình tính toán được thì mình sẽ lưu cái chương trình này lại. Ví dụ đây, đúng không? Chương trình của tôi đây chẳng hạn, ví dụ vậy. Đấy, ví dụ vậy. Chờ tính toán xong nhá. Sau khi tính toán thì mình sẽ được cái chương trình như này. Đấy, ví dụ. Chương trình thì tôi không bàn nhiều ở đây, tôi chưa không muốn sửa chương trình nhiều. Đấy, ví dụ tôi tạm thời như thế, tôi làm cái thêm. Đấy, ví dụ cái này mình có thể mình cắt. Cắt bớt đi. Đấy, cái này mình có thể mình điều chỉnh, mình không cần cắt nhiều đến đến vị trí này chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình có thể điều chỉnh này. Mình không cần cắt đến đây. Đó. Cái đáy này. Cắt đến đây thôi chẳng hạn. Tiếp theo cái chương trình này này nó hiện lên là cái đáy mình cắt đến đây thôi. Chẳng hạn thế này cộng với cả 0.1 chẳng hạn. Cái này mình cũng điều chỉnh lên này một chút, ví dụ như mình này cộng với cả 0.5 chẳng hạn. Thì cái chương trình này mà sau khi mình đập được đúng không? Đấy, mình sẽ lưu lại một cái template. Đây, ví dụ tôi sẽ lưu cái chương trình này. Tôi tính toán xong đi. Đây, các thông số là tôi lưu này. Một cái chương trình mới. Ví dụ như là đây là con E2 đúng không? Ví dụ là này, cực E2 này. Đúng không?
Bây giờ tôi mở một cái chi tiết mới, có điện cực mới ra. Ví dụ tôi có điện cực E3 này. Đây, chờ một chút nha. Đây, tôi mở cái chương trình mới này. Cái đây, con E3 ra chẳng hạn nha. Thì bây giờ tôi có một cái điện con điện cực mới như thế này. Đúng không? Nó cũng giống giống xem tựa tựa như vậy. Đấy, ví dụ như vậy. Thì tôi làm nào? Thì tôi vẫn cứ bình thường. Tôi quay ra sang tôi output chuyển cái này sang TLC này. Kia tôi đang lưu con này nha, bây giờ tôi lưu con này nha. Tôi lưu con này nhá. Tắt cái này đi, tôi tắt con này đi nha. Đây là con E2. Đây là con E3. Đây là con E3 mới tạo đây. Giờ tôi export con này sang TLC. Ok. Đó thì tôi được cái chi tiết như thế này nhá. Yeah. Tôi quay lại đây. Tắt này đi. Yeah. Thì chi tiết này tôi làm nào. Yeah. Tôi cũng vào cái này. Tôi quét và tôi tính. Yeah. Phân tích. Các cái thông số này tôi cũng để mặc định như cái con cũ chẳng hạn. Yeah. Tôi tính toán rồi. Yeah. Tôi cũng sẽ đưa ra cái thông số như này. Yeah. Thì mình lại lưu lại chương trình của con này. Đấy, mình quay sang cái môi trường đây, môi trường này. Đấy, mình bây giờ mình chỉ chọn mỗi cái này thôi. Đấy, chọn cái này. Ôi, mình có thể chọn là cao lên bằng một chút. Đấy, ví dụ như là cái này, này là 50 chẳng hạn. Ok. Bây giờ tôi chỉ lấy cái tem chương trình này vào. Rồi, con này đúng đây là con E2 đúng không? Tôi quay vào đây. Tôi lấy chương trình E2, hiểu không? Thì bây giờ tôi không chọn mục gì nữa thì trong cái mục này tôi đã chọn hết rồi. Ví dụ ở đây này nó đã có secret hết rồi. Thì cái secret là mình được lấy theo cái mẫu mà mình đã lựa chọn, hiểu không? Nó sẽ nhận hết các cái thông số trong đây như cái lúc đấy mình làm. Thì trong cái quá trình các cái sản phẩm khác nhau thì nó sẽ có thêm những cái mặt ở đây được lựa chọn. Thì nếu như mà cái chi tiết của mình mà thiếu thì mình vào đây mình chọn thêm thôi. Ví dụ chi tiết này, ví dụ chi tiết này mình đã ok hết rồi. Thì mình chỉ việc tính toán, không cần phải chọn lại nữa. Đấy. Thì mình sẽ điều chỉnh một số cái thông số như là cái gì trong trường hợp nào một số mà nó không ngoài tiêu chuẩn trong cái lựa chọn của mình thì mình sẽ vào đây mình điều chỉnh lại một chút. Là ví dụ các cái thông số mà nó có chuẩn hết rồi thì nó cứ thế nó vào nó tự động nó chạy. Đấy. Đây nha, chương trình 1 này. Hai này. Thì lưu ý là cái làm thêm một lết thì cái chương trình là mình phải những cái con giống nhau, kích thước này, chủng loại này, cái biên dạng bề mặt thì mình cũng phải xem giống nhau thì mình khi mình lấy ra template ra mình lọc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn chi tiết nếu mà nó có sự khác biệt quá lớn thì nó áp dụng vào thì nó sẽ không triệt để được. Đấy, do vậy là các bạn khi áp dụng là các bạn phải biết cách lựa chọn trong tùy tình huống cụ thể. Đấy. Thì nó tự động nó tính toán thôi. Thì sau khi tính toán hết đó thì ta sẽ được cái chương trình này. Thì mình sẽ kiểm tra chương trình là có cái gì sự khác biệt không thì mình điều chỉnh. Còn về cơ bản là nó sẽ chạy theo cái template, cái màu đã định sẵn rồi. Đó.
Đấy, các bạn phải lưu ý. Thì ở đây có cái lỗi chỗ này. Lỗi chỗ này. Thì các bạn kiểm tra xem chỗ này là sao, nó không vào gia công được. Đấy, thì chúng bạn lưu ý nha. Lỗi chỗ này thì nó đang thiếu mặt nào. Hiểu không? Đấy. Đây này, cái mặt này nó thiếu này, không được chọn này. Đấy, các bạn phải lưu ý thì nó sẽ sót này. Nó sót ở đây thì nó mình phải kiểm tra vào siêu grade này. Đây, cái mặt màu đỏ này nó chưa được chọn này, mình xem cái này nó là thiếu ở cái nào. Đây, cái mặt không này. Chọn nốt cái mặt không này nữa phải không? Đấy. Ok chưa? Mặt không là cái mặt màu đỏ thì nó thiếu rồi đấy. Tiếp theo cái này thế mình vào mình xem lại đấy, nó thiếu này. Thì trong cái tem mà lết lúc đấy mình chọn là cái trước là mình đang thiếu cái mặt không này đó, thấy đang không đăng ký này, không không này. Đấy, giờ mình ok là mình đấy, bây giờ nó mới lựa chọn hết này. Thì nó lỗi chỗ đấy, thì các bạn phải kiểm tra. Thì đấy là cái tình huống bị lỗi. Thì trong quá trình mình làm cái tem mà lết mình phải hiểu kỹ là cái mình chọn này, khi mình lựa chọn này nó vào là đã đúng hết chưa. Đấy thì mình phải lựa chọn cả cái mặt trên này. Đấy. Cả những cái mặt trên nha, cái mặt trên mình chưa lựa chọn này, hả? Mặt trên mình chưa lựa chọn, thì đấy là cái trường hợp nếu mà mình bị trường hợp như vậy là mình phải phải làm ngay từ đầu đấy, chứ không mình lại phải chọn lại mất công. Thì cái do là cái template lết cũ của mình trước là nó bị lỗi chỗ đấy, mình chưa chọn hết. Đấy. Chưa chọn hết chẳng hạn. Mình có thể chọn theo màu hoặc là theo lớp. Thì ngoài cái cách mà mình chạy tính toán theo cái lớp tự động như vậy thì mình cũng có thể là mình quy định riêng. Ví dụ cái dữ liệu 3D của mình có thể tạo một cái lớp riêng nào đấy, thì tất cả các cái 3D sau mà nó đúng tiêu chuẩn như vậy thì mình sẽ phải tạo lớp như vậy, nếu mà mình không muốn tạo tự động. Đấy, thì mình phải tạo lớp, ví dụ như là mình gia công chi tiết dạng này thì mình sẽ phân bố là cái này. Cái lớp trên là cái màu này là thuộc cái dạng lớp nào, lớp nào thì sau đây mình sẽ áp vào. Thì cái trước khi mình đưa một chương trình gia công vào mình cũng phải tạo lớp đầy đủ cho nó. Trước khi mà mình tính toán thì đưa template vào thì nó sẽ tự động nó nhận theo những cái lớp đấy. Là cái trường hợp mình không phải lựa chọn theo cái dạng chọn này, chọn thông thường này, select on display, mà mình sẽ lựa chọn theo cái này. Thì ở trong cái một cái này nó có nhiều cách, ví dụ theo màu, theo set, theo đối tượng các kiểu đấy. Thì mình thường làm theo set thì nó sẽ dễ 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 dễ, dễ lựa chọn, hoặc màu sẽ dễ lựa chọn hơn. Thì đấy là cái ứng dụng về 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 cái tem. Nhưng lưu ý là mình sẽ làm một cái tổng thể, mình có thể là thay đổi, ví dụ trong cái này mình có thể là mình thay đổi nó một chút, mình có thể thay đổi tên đi nó một chút, có thể thay đổi cái tên này đi một chút này. Theo cái ý của mình này, sau này mình sẽ dễ dùng hơn. Đó, người nào mà không biết không thạo về, về tiếng Anh lắm thì mình có thể là mình này, mặt đứng này, mặt kéo dài đứng này, bay này. Thực ra nó cũng dễ hiểu thôi, vì các cái chi tiết này nó cũng dễ hiểu này, các cái bề mặt mà có góc này đấy. Bước có góc này, violet này, chamfer này đấy. Chamfer ở đỉnh, chamfer ở
mặt sung. Nó có các cái điều kiện đây thì mình có thể là mình đặt tên lại, nó khống chế theo cái độ nữa. Đấy, mình điều chỉnh nhá, độ này. Từ độ xét nào, xét nào. Thì là mình lựa chọn trong đây mình dùng. Thì về cơ bản thì cái tem blade thì nó còn một số những cái kiểu tem nữa. Ví dụ như là cái trường hợp này khi mình lưu tem blade thì nó sẽ là lưu tem theo cái kiểu là dạng cả cái chi tiết này, hoặc là theo một cái đây ví dụ như là đơn bát này, hoặc là multi multi là mình gộp cả cái này. Còn một số cái trường hợp mà mình muốn là chỉ lưu riêng một cái đường bát này không đó, thì mình lưu riêng theo cái đường bát riêng đó, một cái phương pháp gia công nào đấy, thì kết hợp với cái template tổng. Thì khi gia công mình có thể là mình nhặt thêm những cái template riêng, những cái đường chạy riêng vào để nó sẽ nhanh hơn cho cái vấn đề là lựa chọn cái chương trình gia công. Ngoài những cái chương trình chính này, mình có thể là đây, ở đây mình có thể là thêm những cái bát đấy. Đấy, thêm những cái này đấy, single path hoặc gì vào thêm. Nếu mình lưu ra những cái đường chạy riêng lẻ này thì mình có thể là mình thêm vào đây. Mặc dù mình đã thêm cái bát tổng đấy rồi, multipath rồi, nhưng mình có thể là lọc thêm một số những cái đường bát khác ngoài cái tem này vào. Thì đấy là những cái những cái chuẩn là mình phải tạo trước. Thì đấy là cái ứng dụng về tem và led. Đây thì khi mình điều chỉnh thì nó sẽ chạy lại đấy. Ví dụ như vậy, nó sẽ chạy lại cái chương trình này thì nó sẽ không bị lỗi nữa, cái góc này nữa, vì nó tạo mặt tự động mà nó phân ra các cái lớp theo đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn phải lưu ý nhá. Thì đây là cái chương trình template gia công. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ứng dụng vào cái công việc của mình hiệu quả. Đừng quên đăng ký like và share, subscribe để đón nhận những video mới nhất. Chào các bạn.